Xin chào tất cả các bác nhé. Chào mừng toàn thể các bác quay trở lại kênh Đặng Tín Audio. Thì hôm nay ngày 11 đầu tháng, thì ngày 1 đầu tháng chúc các bác có một sức khỏe dồi dào, công việc thuận lợi trong tháng mới này nhé. Và em xin thông báo lại có một lần nữa, thì hiện tại kênh chính của Đặng Tín Audio hiện tại đang có một số thành phần đập gãy kênh, nên là kênh chính của em hiện tại là không thể sử dụng được. Nên là kênh mới của em thì các bác vui đồng một đầu tháng hoan hỉ hộ cho bọn em. Bác nào chưa đăng kênh thì đăng kênh màu đỏ phía dưới cho em nhé. Các bác nào chưa đăng kênh thì đăng kênh màu đỏ phía dưới cho em. Đây là kênh mới của em. Còn kênh chính của em đang có một số thành phần nghe là tức gỡ đã đập gậy kênh của em, thì kênh đấy em không thể sử dụng nữa rồi. Nên các vui lòng nhớ đăng ký kênh màu đỏ phía dưới cho em nhé. Anh em nhớ đăng ký kênh màu đỏ kênh mới cho em. Và mùng 1 đầu tháng có hoan hỉ hãy để lại cho em xin một like. Cảm ơn tất cả các bác rất nhiều. Các bác ủng hộ kênh mới cho em nhé. Vui lòng hãy like video ngày mùng 1 đầu tháng hoan hỉ cho em. Anh em hoan hỉ mùng 1 đầu tháng và đăng ký kênh màu đỏ phía dưới cho em nhé, để em sẽ tiếp tục làm video livestream cho kênh này nhá. Thì ngày 1 đầu tháng em sẽ xả cho các bác rất nhiều mặt hàng đây, mic đẩy vang. Mic không dây, mic có dây sẽ bán qua rất nhiều ngày 1 đầu tháng nhá, xả sập sàn luôn. Đấy, bán trong ngày 1 đầu tháng lấy may các luôn. Rồi, em sẽ đi từng sản phẩm một nhá. Thì các bác bỏ ra vài phút xem hết video cho em sẽ báo giá từng sản phẩm một luôn các bác này. Đầu tiên ngày hôm nay em sẽ bán cho anh em mình này. Bán cho các bác chỉ 5 chiếc mic có dây Sennheiser. Được chưa? 5 chiếc mic có dây Sennheiser 838. Dòng mic công nghệ thương hiệu của Đức nha, còn em thanh lý được cửa hàng của nguyên hộp bao nhiêu này. Một dòng mic có dây cao cấp luôn, em đã bán bao nhiêu bộ mic này chưa bác nào chê một điểm gì nhá. Chưa bác nào chê một điểm gì cái mic Sennheiser này. Model 838 nhá. Hàng thương hiệu của Đức này, Camry, hàng rất là đẹp luôn, hàng nguyên hộp bác như này. Và đây, mic đây. Thực sự bác cầm cái mic Sennheiser bác hát thì thôi, thực sự bác cái dòng mic không dây tầm 2 3 triệu không thể hay này luôn. Tiếng cực kỳ hay, đủ ba giải luôn. Em đã bán bao nhiêu bộ này chưa bác nào chê một điểm gì dòng mic này. Dây dài 5m nhá, dây toàn bộ dây chống nhiễu nhá. Các mình dây mic xịn luôn. Dây mic xịn luôn nhá, dài 5m, thoải mái luôn. Các nhận hàng kiểm tra anh toán cho em, không ưng giải em luôn, cam kết luôn, bác không phải được cọc riêng mua dòng mic này. Và ngày hôm nay sẽ bán bác 5 chiếc thôi, ngày 1 đầu tháng. Chỉ có 5 chiếc thì làm bác nào nhanh tay. Đây em sẽ alo tiếng mic này. Đây em sẽ alo tiếng mic nghe nhá. Đây. Được chưa? Bạn nghe tiếng mic của Sennheiser cực kỳ dày và bay luôn. Đây là dòng mic có dây Sennheiser nhá. Số lượng có rất ít thôi, bán ngày hôm nay 1 đầu tháng nhá. Phải nói quá hay luôn. Và ngày hôm nay 1 đầu tháng này em sẽ bán cho 5 bác nào nhanh tay này. Bác nào chốt mic Sennheiser có dây này, nhắn tin qua số điện thoại em chốt mic 838 cho em. Đầu tháng hoan hỉ hộ cho một like nhé. 1 đầu tháng hoan hỉ các bác cũng để lại xem xin một like và đăng ký kênh cho em. Chốt mic 838 cho em. Sáng ngày hôm nay em bán có 5 chiếc với 530.000. Chỉ 530.000 một chiếc. Được chưa? Hết giá cho mình 530.000 một chiếc. Con này có mua trên trường hiện nay đang bán 1.500.000. Ngày hôm nay bán mắc 530.000 thôi. 5 chiếc ngày 1. Bắt đầu chốt nhắn tin luôn, chốt mic 838 cho em. Hàng cực kỳ chất, nhận hàng đúng như video. Nhận hàng kiểm tra toán không phải được cọc. 530.000 một chiếc nhá. Đấy, chốt mic 838 cho em, 530.000 một chiếc. Em bao ship chỉ có 5 chiếc thôi. Ngày 1 đầu tháng nhá. Bắt đầu chốt nhắn tin luôn, chốt mic 838 cho em. Chốt mic 838 cho em, 530.000. Được chưa? Hàng nguyên hộp anh này. Còn dòng mic Sennheiser thì quá đẳng cấp rồi. Alo, thì mic còn nữa bác nghe này. 530.000. Bác nào chốt nhắn tin cho em, chốt mic 838 cho em. Chốt mic 838 cho em, 530.000 nhá. Bác nào chốt nhắn tin luôn nhá. Chốt mic 838 cho em. Đấy, chốt mic 838 cho em, chỉ có 5 chiếc thôi. Rồi, và tiếp tục luôn. Tiếp tục ngày hôm nay, mùng 1 đầu tháng em sẽ bán cho các 3 chiếc vang. 3 chiếc vang cơ lai số Ditech DK301 đây. Cái dòng vang cơ lai số này các bác thực sự em bán quá nhiều rồi. Hàng bãi còn đẹp xuất sắc luôn các nhìn này. Mặt phanh nhôm đẹp không một vết xước luôn. Một trong dòng vang cơ lai số có nói dễ chỉnh và hay. Thực sự bác những cái dòng vang cơ cổ qua một tút trên thị trường, vang cơ hay cơ lai số cổ qua một tút trên thị trường không có thể có nào so sánh dòng này được. Ngay giảm giá luôn 3 chiếc thôi. Đây các đường vào đường ra đây. Em sẽ đánh dấu các bác đường vào đường ra nhá, tặng đầy đủ dây giác alo các bác. Con này có cái phần mềm. Con vang cơ lai số này có phần mềm nhé, đã chỉnh sang góc rồi. Món là muốn chỉnh tay này, chỉnh bát check của nhạc này. Bát check của mic này, đây phần echo delay gì. Đấy. To nhỏ của nhạc. Con này to nhỏ của sub đây luôn. Mic, center và effect vang nhạc. Tất cả dòng vang đã chỉnh sẵn các bác. Và đây alo cho bác nghe tiếng mic này. Và báo giá luôn cho ngày 1 đầu tháng nhá, chỉ bán 3 chiếc thôi.
lực một hai năm sáu bảy tám chín mười. Em ơi có phải ngoài trời đã mưa? Em ơi có phải trời đã sáng đông? Năm sáu bảy lực một hai một hai lên sáu bảy tám chín mười lên một hai sáu bảy lên một sáu bảy. Em nói luôn cam kết một điều là chất âm con vang này cực kỳ hay luôn, được chưa? Và ngày hôm nay em bán cho bác duy nhất 3 chiếc ngày hôm nay. Giá thường ngày em đang bán con này là 1.700.000. Ngày hôm nay ngày 1 đầu tháng em bán cho mình này, giá chỉ còn 1.200.000. 1.200.000 bắt đầu chốt nhắn tin cho em, chốt vang 3.1 cho em. Số điện thoại đây. Model là 3.1 này, nghĩa chốt vang 3.1 cho em. 1.200.000 bao ship tặng giấy bảo hành 6 tháng, nhận hàng kiểm tra an toàn. Em bao ship qua bảo hành 6 tháng bắt đầu chốt nhắn tin luôn nha, chốt vang 3.1 cho em. 1.200.000 ngày hôm nay. 1.200.000 nhá, duy nhất ngày 1 đầu tháng. Mùa 1 đầu tháng có hoan hỉ ủng hộ cho một like nhá. Mùa 1 đầu tháng có hoan hỉ ủng hộ cho một like và đăng ký kênh màu đỏ về cho em nhá. Đấy, để kênh Đặng Tiến Đâu xin một like và đăng ký kênh cho em. 1.200.000. Chốt nhắn tin qua số điện thoại chốt vàng 3.1 cho em, model là 3.1, chốt vàng 3.1 cho em. 1.200.000. Đấy, 1.200.000 bao ship nhá. 1.200.000. Bắt đầu chốt nhắn tin luôn, chốt vàng 3.1 cho em. 1.200.000. Bao ship tặng thẻ rắc bảo hành 6 tháng. Anh em nào nhanh tay nhá. Đấy, ngày hôm nay bán quá duy nhất 3 chiếc thôi. Chốt vàng 3.1 ngày 1 tháng nhá. Bác nào lấy nhắn tin luôn, chốt vàng 3.1 cho em. Rồi, bán cho ngày lấy may con đẩy đây. Đây, sẽ bỏ mic này ra, tí sẽ bán sau nhá. Ok. 1 đầu tháng bán cho bác con đẩy đây. CS hàng công nghệ thế của Mỹ đây. 1 đầu tháng có hoan hỉ ủng hộ cho một like và đăng kênh màu đỏ cho em nhá. Đấy, có hoan hỉ ủng hộ cho một like. Đây, trước mắt ở đây có đẩy CH MA150. Được chưa? Công suất con này bao có đánh 1:30 hoặc 2:5. Các bạn đánh cho 1:30 hoặc 2:5 nhá. Thương hiệu CS có biết đẩy CS vang CS và loa CS rồi. Toàn bộ đây là hàng công nghệ thế của Mỹ mà rất đẹp nhá. Đấy, còn hàng bãi thì không để tránh vết xước nhẹ nhẹ nhá, còn đừng bác nào đòi hỏi hàng bãi đẹp như mới. Ngày hôm nay em sẽ bán bác nào nhanh tay. Con này tiếng rất sạch luôn. Đây, nghe qua cho đầm tí nhá. Anh em đánh 1:30 thoải mái cho em luôn. Hoặc 2:25 nhá. Hàng zin đẹp hết. Đây các bạn xem đồ gan luôn. Các bạn nhìn từ những cái dây này nó làm rất xịn sò luôn. Nguồn đây. Nguồn đồng nhá. Quá mua đẩy đặt cọc 120 hoặc 300.000 xuất khoản nhá. Bác nào mua đẩy đặt cọc 120 hoặc 300.000 cho em. Và ngày hôm nay mùng 1 đầu tháng em bán cho bác con đẩy CH này. Bác nào chốt đẩy CH nhắn tin cho em bán 2.300.000 thôi. Chỉ 2.300.000 con đẩy này bao ship các bác. Tặng dây giáp bảo hành 6 tháng. Bác nào chốt nhắn tin luôn, chốt đẩy CH cho em. Chốt đẩy CH cho em nhá. 2.300.000 quá rẻ luôn, thực sự là em bán cho anh em mình giá làm sao tốt nhất thị trường để bác chơi cho ngày đầu tháng này. 2.300.000. 2.300.000 bao là chốt nhắn tin có thể chốt đẩy CH cho em, chốt đẩy CH cho em. 2.300.000. 2.300.000 bao ship nhá, chốt đẩy CH. Đấy, chốt đẩy CH cho em 2.300.000. Rất đẹp luôn. Đấy, mùng 1 đầu tháng có hoan hỉ ủng hộ cho một like và đăng ký kênh màu đỏ về cho em nhá. 2.300.000 thôi. Bao lời nhắn tin luôn nhá, chốt đẩy CH cho em nhá, chốt đẩy CH cho em 2.300.000. Đấy, chốt đẩy CH cho em, nhắn tin luôn nhá, chốt đẩy CH cho em 2.300.000. Bao ship các bác, bảo hành các bác 6 tháng, tặng dây giáp các bác, mua đẩy đặt cọc 120-300.000 thôi. Qua số tài khoản cho em, hàng rất đẹp nhá. Một dòng đẩy thương hiệu công nghệ của Mỹ đây, bán rất là hợp lý, giá rất rẻ ngày mùng 1 để cho bác nhanh tay nhá. 2.300.000 thôi. Đấy, bao nào chốt nhắn tin cho em, chốt đẩy CH cho em. Đấy, hiệu chốt đẩy CH cho em nhá. Bao ship các bác nhá. 2.300.000. Rồi tiếp tục đây. Ngày hôm nay đây, một đầu tháng em sẽ bán cho anh em một bộ mic Bebest đời cao cấp S100S nhá. Bebest đời cao cấp nhá. Các bác nhìn cái logo này bác sẽ biết là đời cao của Bebest rồi. Dòng mic 6 số của Bebest, hàng thiệu Đức nhá. Tay vàng gold này, chủ của Bebest luôn. Thực sự dòng mic này em nó luôn là hay cả Bayer rất nhiều nhá. Đây là một model đời cao cấp của Bebest. Em có một bộ ngày hôm nay bán tri ân có ngày mùng 1 luôn. Em sẽ bán tri ân có ngày mùng 1 này luôn nhá. Đây em salo thì mic này và nghe cái chất lượng của dòng Bebest này nhá. Lên 1 2 5 6 7 lên 1 2 3 4 5 6 7 lên 1 2. Em ơi có phải ngoài trời đã mưa? 5 5 6 7 lên 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 lên 1 2 6 1 2 3
1567 lên 12. Em nói rồi, dòng BBS này đời nó quá cao cấp và nó quá hay. Một dòng mic BBS tay vàng gold đời rất cao. Con này có mua trên trường không bao giờ dưới 3 triệu, em cam kết luôn. Đây là đời cao cấp gần như bậc nhất, model mới nhất của BBS rồi, S100S, hàng bãi xịn của BBS nhá. Ngày nay em bán cho anh em mức giá không tưởng được này. Bắt đầu chốt nhắn tin gọi anh em chốt mic 100S nha. Chốt mic 100S nha. Em bán anh em mình 1.700.000 ngày mùng 1 thôi. 1.700.000 giá mua trên trường là gần 3 triệu, ngày bán 1.700.000 mua bộ nhất. Bắt đầu chốt nhắn tin cho em, chốt mic 100S nha. Chốt mic 100S cho em 1.700.000. 1.700.000 bao ship tặng giấy nhắc bảo hành 6 tháng. Bắt đầu chốt nhắn tin luôn nhá. Chốt mic 100S nha. Chốt mic 100S nha. 1.700.000 bao ship nha. Bắt đầu chốt nhắn tin cho qua số điện em, chốt mic 100S cho em. 1.700.000. Đấy, 1.700.000 bao ship nhá. Bắt đầu chốt nhắn tin luôn qua số em nào. Chốt mic 100S cho em, 1.700.000. Thực sự anh em mình cái mức giá nó quá sốc rồi. Thời điểm này giá để các bác là giá quá tốt rồi. Bắt đầu chốt nhắn tin qua số em, chốt mic 100S cho em, 1.700.000 thôi. Em bán cho anh em mình giá chỉ có 1.700.000 thôi. Được chưa? Giá có 1.700.000 thôi. Bao ship qua luôn. Tặng dây rắc bảo hành các bác 6 tháng. Bắt đầu chốt nhắn tin luôn, chốt mic 100S cho em. Đấy, còn giá này các bác cứ đi tìm hiểu trên thị trường nhá. Ở đâu bán rẻ hơn thì bảo em nhá, không ở đâu có giá bán rẻ hơn được con này. Cam kết anh em mình luôn. Đây, chốt mic 100S 1.700.000 nhá. Chốt mic 100S 1.700.000. Đấy, chốt mic 100S 1.700.000 bao ship các bác. Bao ship tặng cái rắc, bao đầu chốt nhắn tin luôn nhá. Chốt mic 100S cho em 1.700.000 của mic này. Chỉ với giá 1.700.000 thôi. Bao ship tặng cái rắc bảo hành các bác 6 tháng, được chưa? Rồi và xin chào tất cả bác nhé. Hẹn gặp lại các tiếp theo nhé. Xin chào tất cả bác nhé.